nhằm chung tay hỗ trợ người nghèo vượt qua những tháng ngày khó khăn do đại dịch COVID-19. Sáng nay, ngày 13 tháng 4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với một số doanh nghiệp đã hoàn thành lắp đặt máy ATM gạo và tiến hành cấp phát gạo từ đồng miễn phí cho người nghèo. Máy cấp phát gạo từ đồng và miễn phí được lắp đặt tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột ở số 2 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Với phương châm ai cần thì lấy, ai có thì góp cho, ai biết thì cùng làm, máy được sáng tạo và cải tiến bởi chính những người con phố núi Buôn Mê. Muốn nhận gạo, người dân chỉ việc quét tay vào nút cảm biến từ khoảng cách 5 cm. Mỗi lần quét sẽ nhận được 2 kg gạo. Trước khi thực hiện việc nhận gạo, mọi người phải đeo khẩu trang, xếp hàng theo thứ tự, giữ khoảng cách 2 m, sử dụng nước sát khuẩn rửa tay để phòng dịch bệnh. Máy ATM phát gạo miễn phí sẽ hoạt động từ ngày hôm nay đến hết ngày 30 tháng 4. Từ sáng ngày hôm qua chúng tôi phát động thì tới thời điểm này các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chúng tôi là hơn 7 tấn gạo và 5 triệu đồng tiền mặt để tiếp tục mua gạo. Chúng tôi hôm nay triển khai và tùy thuộc vào cái lượng gạo mà vận động được thì chúng tôi sẽ cấp hết đến khi nào hết gạo và dự kiến và tiếp tục duy trì kêu gọi đến mong đến 30 tháng 4 chúng tôi sẽ kết thúc cái chương trình này và tính toán để triển khai trong những dịp tiếp theo. Sau khi nghe được thông tin ngay từ sáng sớm hôm nay, rất đông những người già, những mảnh đời có cuộc sống khó khăn đã đến đây xếp hàng chờ đến lượt để được máy ATM phát gạo. Và mọi công tác tổ chức ở đây cũng được thực hiện nghiêm theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn cảnh của tôi là coi tôi có ở một mình độc thân thôi, tôi ở nhà thuê, nhà mướn. Thế là tôi bị đau hơn một năm nay rồi, thế là tôi lại mới bị ngã nứt xương sống nữa. Thế là tôi ráng mới chưa được khỏi thật, nhưng mà tôi nghe chương trình người ta nói đi qua đi lại, người ta nói tôi nghe được. Thế là tôi vội vàng là tôi đi lên trên này, tôi thấy coi như là rất mừng, tôi thấy gặp được tôi rất mừng. Thế tôi xin rằng là được xin cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình đây đã nghĩ đến những người nghèo trong những hoàn cảnh như thế này như tôi. Tôi rất vui mừng và phấn khởi. Trong lúc khó khăn dịch corona như vậy á, là nghe nói là cô đi đến liền. Cô nghe nói là người ta nói đến ngay chỗ địa điểm này nhận gạo là cô đi liền. Rất là ý nghĩa và giống như là lá lành đùm lá rách vậy đó. Đó. Tôi rất là cảm ơn cơ quan chức năng đã tạo điều kiện giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn như tôi. Đắk Lắk là địa phương thứ tư trong cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế có máy ATM gạo cấp phát miễn phí cho người nghèo. Hiện những người đứng ra tổ chức đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm gạo để cây ATM gạo được hoạt động thường xuyên, thực hiện tốt sứ mệnh cứu đói cho những mảnh đời gặp khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch COVID-19.